hãy sẵn sàng tận hưởng bữa tiệc hoành tráng với những pha hành động gay cấn, thay những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn, rung động con tim. Đừng làm việc này một mình. Đón xem những bộ phim điện ảnh hấp dẫn và tận hưởng những giây phút giải trí của riêng mình. Phát sóng 19:55 mỗi ngày, phát lại vào 12:55 ngày hôm sau. Tôi nghĩ là tốt. Bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 trên kênh iMovie TV BTV4.